Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2017, cả nước đưa gần 135.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt hơn 28% so với kế hoạch năm. Đây là năm thứ tư liên tiếp số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức 100.000 lao động một năm. Những thị trường truyền thống vẫn tiếp tục được giữ vững như Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản. Một số thị trường có nhu cầu tuyển dụng những nhóm ngành nghề mới mà Việt Nam có khả năng đáp ứng tốt như điều dưỡng, hộ lý và lao động trong một số lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lao động có tay nghề, kỹ thuật cao. Ghi nhận kết quả này, Thủ tướng lưu ý Bộ Lao động cần khuyến khích các công ty có chất lượng tham gia lĩnh vực này để đảm bảo uy tín, tư cách đạo đức, trình độ cần thiết của người Việt Nam khi ở nước ngoài, đẩy mạnh quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài.